Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 5 tháng 5 năm 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây tiếp tục cập nhật giá sầu riêng tại vựa để cho bà con mình tham khảo nha. Thì Kênh Nhà Nông Miền Tây sẽ cập nhật giá sầu riêng tại khu vực Miền Tây và Miền Đông. Đây là hai khu vực mà có thể nói là nhiều sầu riêng nhất, và nhất là ở miền Tây thì sầu riêng rất là được ưa chuộng ha bà con ha. Thì hiện tại thì bà con cũng biết là giá sầu riêng của mình tuy là ổn định ở cái mức là gọi là khá, nhưng mà so với giá trị thị trường hiện tại thì là bà con mình cũng không có lời nhiều đó, do là xuất khẩu của mình thì đang bị ảnh hưởng rất là trầm trọng. Thị trường tiêu thụ sầu riêng đó là Trung Quốc thì cũng đang là nhập khẩu nông sản của mình nói chung và sầu riêng nói riêng thì cũng có, cũng nhiều, nhưng mà do là họ kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cho nên là hàng hóa đi qua bên đó là gặp rất là nhiều khó khăn. Thủ tục làm để thông quan được đó, thì mỗi một xe là mất có thi gần tiếng đồng hồ, nhưng mà để mà được tới lượt mình làm thủ tục thì nó là tốn hết mấy ngày trời đó, chờ đợi. Bởi vì mỗi một ngày tại các cửa khẩu lớn chỉ thông quan khoảng tầm 20-30 xe. Đây là một số lượng rất là nhỏ so với cái năng lực thông quan hàng ngày của các cửa khẩu lớn tại phía Bắc ha bà con. Thì đây là tình hình chung rồi, tại vì bên họ đang kiểm soát Covid-19 là vô cùng gắt gao. Đây là cái điều mà mình phải chấp nhận. Và mà bên mình dù đã nỗ lực rất là nhiều, đưa ra những cái chính sách, những cái phương án để cùng với bên họ làm sao để đảm bảo an toàn về dịch bệnh Covid-19 để đưa hàng sang, nhưng mà bên họ vẫn kiểm soát chặt hơn là những gì mình nghĩ, cho nên là sẽ rất khó đi. Nhưng mà may mắn là sầu riêng là một cái loại nông sản, một loại trái cây mà có thể nói là thị trường trong nước tiêu thụ cũng rất là lớn, bà con mình cũng rất là chuộng ha bà con. Cho nên giá vẫn còn tương đối. Thì cụ thể giá hôm nay là bà con lưu ý, giá này là kênh báo với bà con là giá mua tại vựa nha. Tại miền Tây, sầu riêng ri sáo từ 50 cho tới 55.000 đồng. Sầu riêng Thái giá từ 55 cho tới 60.000 đồng. Sầu riêng Thái Xô là từ 45 cho tới 53.000 đồng. Sầu riêng Cái Mơn là 45 cho tới 55.000 đồng. Ở các tỉnh miền Đông, sầu riêng ri sáo là từ 45 cho tới 55.000 đồng. Sầu riêng Thái 50 cho tới 55.000 đồng. Sầu riêng Thái mua xô từ 45 cho tới 50.000 đồng. Thái mua xô từ 45 cho tới 50.000 đồng. Bà con lưu ý giá này là giá tham khảo, nhưng mà giữa các khu vực sẽ có sự chênh lệch nhất định nha bà con. Bà con nào đã bán và có mức giá cụ thể rồi, vui lòng bình luận cho kênh để chúng ta có thể trao đổi thông tin và cập nhật chính xác hơn tình hình giá sầu riêng hiện tại nha bà con nha. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh. Xin kính chào.